Alo, xin chào quý anh em các bạn quay trở lại với kênh Cây Xin. Hôm nay mình xin chia sẻ với quý anh em các bạn, anh em toàn quốc, một video cho một em động cơ dân có model là 4LMDT. Em này có công suất là 80 CV, 80 PS và vòng tua máy là 3000 tua với tỷ số truyền hộp số đồng bộ là em này xài hộp số IX20. Các bạn xem hộp số nha, số IX20 các bạn nhé, IB20 sorry, với tỷ số truyền là 2 tua 9 15. Máy phải nói là rất là đẹp, đẹp như mơ, rất là hiếm, lâu lâu mới về được một em 4LM đẹp và chắc như thế này. Các bạn đang nghe tiếng nổ garanti với một turbo đồng bộ phải nói là rất là ngầu luôn ha các bạn nha, nguyên zin mình nhập về là các bạn có thể để nguyên như thế này, các bạn có thể nối ra để là xài. Thì bên này nó có một cái giảm âm bo, chỗ này nó sẽ bự hơn và nó dễ giảm ra để đưa ra ngoài trời. Và các bạn đang nghe tiếng nổ garanti rất là êm ái, rất là dễ thương. Bên sau nó có buli ba rảnh luôn các bạn nha, với một bộ tời cao su, bộ cao su giảm chấn các bạn. Máy rất liền lạc, rất là dễ thương. Với cái căn bên này nó bị dài không, nếu như em này là căn đây có 400 mấy ký thôi, và đây là nhà kia là 502 ký. Đây là lắc của em này các bạn. Các bạn có nhu cầu tìm động cơ 4LM 80 mã lực hoặc là 372 mã lực, ở đây mình đều có như vậy nha. Rất vui và hân hạnh được phục vụ quý anh em và các bạn gần xa. Nhân tiện tiên khách hàng cuối năm thì Cây Xin có một chương trình là mua máy sẽ được nhận một cái quà tặng rất là đặc biệt, đó là một cái thùng nhất Mỹ các bạn nha,
thuần nhất Mỹ để các bạn về sử dụng để đảm bảo cái chất lượng máy của mình. Và nếu các bạn dùng tốt thì ok, cứ alo là mình sẽ ship cho các bạn nha. Máy rất đẹp các bạn. Tiếng nổ rất là sáng ha. Rất là sáng các bạn. Em này xài bình 12V nha các bạn nha. Hình như bình 12V, 24V các bạn, 24V đây. 24V rất là mới nha các bạn nha. Đầy đủ hết. Không cần thiếu cái gì, không thiếu cái gì hết. Các bạn chỉ về là thay lọc nhớt lại là có thể xài. Vì nhớt còn quá đẹp luôn các bạn nha. Cảm ơn quý anh em các bạn đã quan tâm theo dõi video. Một lần nữa cảm ơn chân thành những cái tình cảm với anh các bạn rất là nhiều đã đồng hành cùng cây sim. Các bạn nhớ bấm nút like và subscribe kênh nha, ủng hộ kênh và để mình ra những video hấp dẫn để chia sẻ với anh em các bạn nha. Còn hôm nay hoặc ngày mai mình sẽ tiếp tục chia sẻ anh em một cái video cho bọn em Mitsubishi cao tốc chuyên nghiệp, đó là M4M. Như vừa rồi mình đã giao một em, và hôm nay là về một em nữa là M4M 110 mã lực, vòng tua máy là 3600 tua các bạn nha. Các bạn nhớ đón xem. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.